Chán kiếm ăn rồi đây. Không. Hôm qua bên đấy ngày 18 tháng 3 là to đi. Tưng bừng luôn gì. Hôm qua đấy là 18 tháng 3. Năm nay tự dưng thì không. Không không. Năm nay tự dưng 18 tháng 3 mấy ông bị giở mỡ. Đang vừa về đền bù bao tiền đất này. Làm con lợn mán. Gà cái đất gì đâu. Hả? Không. Ai mua con xe tô của ông Giang ấy này, đặt Giang à? Giang con nhà ông Hùng ấy, Giang Hùng ấy. Hùng là? Giang Hùng trong bồ ấy. Đẹp được cạc, thằng đấy lắm là thằng buôn xe, nó mua mới đéo. Con đi em thuê để ở nhà suốt mà. Mua xe cũ xe mới đấy, đẹp đẹp hay không phải anh Lâm cũng biết ngay. Lâm cũng biết đầu cặp. Lâm cũng được cái kích nó một nửa để